Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn một cái trái sake mà hai món ăn chay ngon. Đó là món sake lăn bột chiên giòn và sake hầm hạt sen. Sau đây mình chia sẻ các nguyên liệu. Trái sake, bột chiên giòn, hạt sen, nấm kim châm, hành ba rô, ngò rí, tiêu, gia vị nêm thông thường, nước tương, nước mắm chay, bột nêm chay. Nhà cô chú anh chị và các bạn có gì thì nêm nấy, không có cầu kỳ. Nguyên liệu để làm hai món ăn chay ngon đã tròn đủ. Bạn nào mà ăn chay vì sức khỏe thì thêm ít hành lá để mà chút mình nêm vô trong cái món hầm ha. Sau đây mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp thực hiện với mình món ăn chay ngon này nha. Cô chú anh chị và các bạn gọt cái trái sake thì mình để dưới vòi nước như vậy để không bị dính nhựa ha. Chắc là cô chú anh chị và các bạn nào cũng biết hết rồi ha. Mình chia sẻ cho bạn nào chưa biết cách gọt thôi. Mình gọt dưới cái vòi nước vậy nè. Rồi mình đã sơ chế xong hết cái nguyên liệu rồi. Cái sake này mình cắt cục dày như thế này là để làm cái món hầm canh ha. Còn cái sake mỏng này bây giờ mình đem đi lăn bột mình chiên. Còn cái hạt sen này á là mình bắt lên bếp mình hầm ha. Hầm trước. Mình bỏ hạt sen vô mình hầm. Sake này thì mình bỏ vô cái bơ này để mình ớp một chút xíu gia vị. Nêm vô đây mấy cái hạt muối, xíu xì xiu thôi các bạn ha. Khoảng hơn nửa muỗng cà phê bột nêm. Mình làm nó lạt lạt thôi, chút mình còn sốt nước sốt mình chấm nữa. Vô đây một xíu đường thôi, ít đường, nhiều đường quá nó sẽ bị khét ha. Một ít tiêu. Nước mắm chay khoảng một muỗng, một muỗng cà phê. Nước tương, dầu hào chay. Nhà cô chú anh chị có sẵn dầu hào chay thì nêm, không có thì mình nêm bột nêm chay với lại nước mắm chay là được rồi. Gia đình ăn vì sức khỏe nên mình cho vào đây một ít hành lá. Mình trộn đều cho nó thấm gia vị. Gia vị thấm rồi mình cho vô đây một ít bột. Cái bột chiên giòn này là mình không cần phải trọng lượng ha cô chú anh chị và các bạn. Mình chiên theo sở thích gia đình, thích ăn bột nhiều hoặc là ít bột. Còn cách pha chế cũng rất là đơn giản. Mình bỏ một ít trước vô đây, mình chừa lại một ít bột để mà mình canh chừng nó coi là nó có bị lỏng để mình thêm. Rồi mình pha một ít nước vừa phải. Mình trộn cái sake này mình thấy mà nó thấm cái bột bên ngoài. Mình thấy nó cái miếng sake nó dẻo dẻo như thế này nè, bột nó dẻo dẻo như thế này là được. Còn nếu mà nó lỏng quá thì mình cho thêm ít bột vô nữa. Rất là đơn giản, mình chia sẻ như vậy cho tất cả cô chú anh chị và các bạn dễ làm ha. Không cần gam mà trọng lượng gì hết á, mình canh chừng vậy thôi. Rồi đã được rồi, bây giờ mình đem đi chiên. Mình bắt chảo lên nóng rồi mình cho dầu vô. Dầu nóng rồi mình cho sake vô mình chiên. Rồi sake vàng đều rồi mình gấp ra. Mình bỏ vô cái này cho nó ráo dầu ha cô chú anh chị và các bạn.
Rồi mình chiên xong cái sake chiên bột rồi ha. Giờ mình chiên tới cái sake hầm luôn. Cái sake hầm canh này thì mình chỉ chiên sơ vàng như vậy là mình gấp ra được rồi. Rồi cả hai loại sake mình đã chiên xong rồi ha. Bây giờ mình rút cái chảo dầu này ra ngoài cái tô. Mình lấy cái chảo này mình nấu. Mình bắt chảo lên mình cho vô đây miếng barô. Hành thơm rồi mình cho cái sake hầm vô đây. Mình nêm vô đây nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột nêm. Nó khô quá cho vô đây một xíu nước. Một ít đường phèn luôn. Một ít dầu hào. Thơm lắm rồi cô chú anh chị ơi. Các bạn ơi, rất là ngon luôn. Rồi, bây giờ mình cho vô cái nồi hột sen mà hồi nãy mình hầm đó. Cho vô đây. Rồi mình để nó cho nó sôi khoảng 5 phút là chín. Rồi mình sử dụng cái chảo này. Mình xào nước sốt chấm sake chiên giòn ha. Chảo nóng rồi mình cho một miếng hành ba rô vô đây mình phi thơm. Hành ba rô thơm rồi mình cho ớt. Tương ớt á vô đây. Một ít tương đen. Một ít dầu hào chai, một xíu nước tương, một ít đường, một xíu nước mắm chai, một ít nước tắc hoặc nước quýt ha. Hồi nãy mình quên giới thiệu cái trái quất hoặc trái tắc để mà làm nước sốt chấm sake. Đây là cái đặc trưng á cô chú anh chị và các bạn. Mình làm được cái nước chấm như vậy thì nó rất là ngon. Mình cho vô đây luôn. Lấy cái rây mình lược hạt ha. Rồi bật bếp lên nấu. Nếu mà nhà cô chú anh chị và các bạn có cái ớt Hàn Quốc á, thì mình cho vô đây một ít cho màu nó đẹp ha, nó không có cay, chỉ tạo màu thôi, còn không có thì khỏi bỏ. Mình quậy cho tan cái hỗn hợp này ra. Rồi nước sốt của mình nó cũng đã sánh mịn rất là ngon rồi. Mình tắt bếp. Mình có hai cái lá chanh nè, mình cắt nhuyễn ra ha, với lại mấy cọng ngò rí nữa. Mình cho cái lá chanh và cái ngò rí này vô trong cái chén này. Rồi mình trút cái nước sốt còn nóng hổi vô đây. Rồi mình đã được một cái chén nước sốt rất là ngon luôn nè. Chấm sake thì rất là đặc trưng ha. Rồi bây giờ mình quay qua mình xem cái nồi canh của mình nó cũng đã được rồi. Bây giờ mình cho luôn cái nấm kim châm vô đây. Mình tiến hành nêm nếm lại. Lúc nãy mình đã nêm vô cái sake rồi. Nên mình chỉ nêm lại một chút xíu muối và một chút xíu bột nêm. Và một ít đường phèn. Mình cho vô mấy cái lá barô. Thơm lắm rồi cô chú anh chị và các bạn ơi. Bây giờ thì mình múc ra tô và mình nêm nếm. Một ít tiêu. Và một ít ngò rí. Rồi, Diệu Quệ đã có hai món ăn rất là ngon. Đó là món sake lăn bột chiên giòn và canh sake hầm với hạt sen và nấm đã tròn vị. Cái sake chiên giòn thì mình ăn kèm với lại dưa leo. Món canh và món sake này mình ăn chơi hoặc là mình chấm với nước sốt này mình ăn cơm cũng rất là ngon luôn.
hoặc là mình làm các món ăn ở trong nhà hàng cũng rất là phù hợp ha cô chú anh chị và các bạn. Rau sống thêm rau sống nữa thì nó ngon, mà hôm nay nhà mình hết rau sống rồi, còn có mấy trái dưa leo đều. Bây giờ Diệu Huệ múc một miếng nước sốt vô cái chén này, Diệu Huệ chấm thử cái sake. Diệu Huệ mời cô chú anh chị và các bạn dùng miếng sake với Diệu Huệ nha. Mình chấm nước sốt này. Diệu Huệ mời nha. Rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị và các bạn. Cái nước sốt của mình nó có vị quýt và tắc, nó chua chua, có vị đường phèn, nó ngọt ngọt, có thêm mùi vị của ngò và lá chanh nữa, rất là đặc trưng luôn. Ngon quá cô chú anh chị và các bạn ơi. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị và các bạn làm cái món ăn chay này thành công nha. Và sau khi làm thành công thì ăn thật là ngon miệng ha. Video hôm nay Diệu Huệ chỉ chia sẻ đến đây thôi. Cô chú anh chị và các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh á thì bấm đăng ký kênh để nhận các video mới tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Cô chú anh chị và các bạn thấy kênh có hữu ích, yêu thương quý mến Diệu Huệ và Diệu Hoàng á, thì tặng cho mình một like. Bấm đăng ký thì nhớ nhấn vào cái quả chuông ha, thì mới nhận được thông báo. Video hôm nay Diệu Huệ dứt ở đây. Mến chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.